Thưa quý vị và các bạn, quỹ tín dụng phường 2 thành phố Bảo Lộc hiện là cánh chim đầu đàn trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Lâm Đồng, nằm trong top dẫn đầu hệ thống quỹ tín dụng nhân dân cả nước về kết quả kinh doanh và những đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Có được kết quả trên là nhờ biết phát huy vai trò của chi bộ đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cuối năm 2008, chi bộ quỹ tín dụng phường 2 thành phố Bảo Lộc được thành lập với 4 đảng viên và trở thành quỹ tín dụng đầu tiên trên địa bàn thành phố Bảo Lộc có tổ chức đảng hoạt động lãnh đạo nhiệm vụ kinh doanh đem lại hiệu quả cao. Rõ nét nhất, sau khi thành lập chi bộ vào cuối năm 2008, quỹ tín dụng phường 2 đã mạnh dạn mở rộng địa bàn hoạt động và đầu tư nguồn vốn để hỗ trợ thành viên đối với những vùng khó khăn lúc bấy giờ là xã Đàm Ri. Đây là một trong 9 xã nghèo của Bảo Lộc lúc bấy giờ chưa có các tổ chức tín dụng, trong đó kể cả ngân hàng thương mại rất dè dặt và không dám đầu tư vào đây. Kết quả là sau hơn 5 năm đầu tư, hiện xã Đam Ri có hơn 1.500 hộ vay với dư nợ 130 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn này, hàng năm đã có hàng trăm hộ dân trong xã vươn lên ổn định cuộc sống và làm giàu. Được biết, giữa tháng 4 vừa rồi, xã Đam Ri được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thứ 2 của thành phố Bảo Lộc. Điển hình như hộ gia đình ông Đinh Danh Công ở thôn 11, xã Đam Ri. Ông Công cho biết, từ miền Bắc, gia đình ông vào định cư tại xã Đam Ri, với vốn liếng chỉ đủ mua hơn sào đất, làm căn nhà nhỏ để ở, rồi trồng rau, nuôi heo, sinh sống hàng ngày. Sau đó, gia đình ông được quỹ tín dụng phường 2 cho vay một số vốn làm ăn. Nhờ đó, kinh tế phát triển, có vốn mua thêm đất trồng chè, cà phê, mở rộng chăn nuôi, nâng cao thu nhập. Hiện ông đang canh tác 4 hectare chè, 4 hectare cà phê, chăn nuôi heo với mức thu nhập bình quân hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Không dừng lại ở đó, hàng năm ông tiếp tục vay quỹ tín dụng từ 500 đến 1 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế. Được biết hiện tại ông đang vay 700 triệu đồng để đầu tư trồng 20 hectare trà ô long và chăm sóc chè, cà phê và nuôi heo. Từ khó khăn, gia đình ông trở thành một trong những hộ gia đình khá giả nhất hiện nay ở Đam Ri này. Bà con chúng tôi được sự quan tâm của quỹ phường 2 cho chúng tôi đầu tư vốn cho chúng tôi vay đến năm nay nữa là chúng tôi làm ăn thấy nó cũng có một cái hiệu quả cao, rồi có lời làm đầu nọ để lấy cái quỹ dư dật ra để sắm sửa cho gia đình rồi mua thêm vườn đất. Hiện nay như gia đình tôi là cũng từ khi lên cái đất này đến giờ là cũng thấy có một cái sự quan tâm của quỹ phường 2 rồi là cũng có một cái trách nhiệm chung của cả xã hội là chúng tôi cũng làm ăn đến bữa nay cũng phát đạt. Một trường hợp khác là công ty trách nhiệm hữu hạn Chanh Dây Việt vừa mới thành lập, cơ sở đặt tại thôn 11. Ngoài nguồn vốn từ có, công ty đầu tư nhà máy chế biến sản phẩm, phòng đông lạnh, nhà xưởng, chăm sóc 3 hectare chanh dây. Công ty tiếp tục mở rộng 22 hectare trồng chanh dây. Vì vậy, công ty cần nguồn vốn lớn vài tỷ đồng để đầu tư và đã được quỹ tín dụng phường 2 cho vay kịp thời. Qua quá trình đầu tư thì em thấy là cái nguồn vốn khi em vay bên đó thì em phát triển rất là tốt. Vâng, và em phát triển một ngày một mạnh lên. Cụ thể như là phát triển, hồi xưa em chỉ làm vườn thôi, bây giờ thì em đã phát triển thành công ty. Và cuối cùng là em đầu tư ra vườn này thì em cảm thấy là em vay bên đó thì cái số tiền mới đầu là cái số vốn nhỏ, nhưng mà bây giờ thì vay lớn dần lên thì nó phát triển một ngày rất là mạnh. Có thể nói, nhờ sự lãnh đạo của chi bộ đảng, quỹ tín dụng phường 2 đã phát huy được vai trò của một tổ chức tín dụng kinh tế tập thể trong việc đầu tư hỗ trợ vốn cho thành viên phát triển. Tính đến cuối năm 2014, kết quả kinh doanh của quỹ tín dụng phường 2 thật đáng ghi nhận. Tất cả các chỉ tiêu đều tăng trưởng cao gấp nhiều lần so với năm 2009 trở về trước. Trong đó, tổng nguồn vốn đạt trên 595 tỷ đồng. Trong đó vốn huy động tiền dân cư gửi gần 536 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay gần 458 tỷ đồng. Kinh doanh hiệu quả đem lại lợi nhuận trước thuế gần 14,8 tỷ đồng. Đơn vị đã nộp thuế cho nhà nước gần 3 tỷ đồng. Số lượng thành viên hiện có trên 10.000 thành viên. Là đơn vị dẫn đầu trong toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Lâm Đồng, nằm trong top 10 quỹ tín dụng nhân dân trong cả nước về hiệu quả kinh doanh. Với kết quả đạt được đó, quỹ tín dụng phường 2 đã được các cấp chính quyền từ địa phương đến trung ương tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Trong những năm qua,
Để đạt được cái sự thành công á, thì đơn vị chúng tôi từ hội đồng quản trị, ban giám đốc và nhân viên là đồng thuận, đoàn kết để mà phát triển đơn vị và hồng tâm hay là xem cái đơn vị như cái ngôi nhà của mình, thì chúng tôi chính vì đó mà chúng tôi được có cái sự phát triển như những năm qua. Mặt khác nữa là đơn vị chúng tôi xem uy tín là hàng đầu, và cái phương châm là ân cần chu đáo và chuyên nghiệp để phục vụ cho các thành viên. Ngoài việc lãnh đạo nhiệm vụ kinh doanh, chi bộ luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên nhằm tăng cường nguồn lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Vì vậy, trong mỗi nhiệm kỳ, chi bộ đã phát triển được từ 2 đến 3 đảng viên. Với 4 đảng viên ban đầu, qua 2 nhiệm kỳ đại hội, chi bộ quỹ tín dụng phường 2 đã kết nạp thêm được 6 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên chi bộ lên 10 đảng viên, chiếm trên 30% tổng số cán bộ công nhân chức trong đơn vị. Các đảng viên đều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của mình. Đó chính là yếu tố quan trọng góp phần vào thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị. Là một đảng viên mới, vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng, thì tôi thường xuyên được chi bộ đảng và các đồng chí đi trước quan tâm dìu dắt rèn luyện để hoàn thiện cái bản thân mình tốt hơn nữa, đồng thời đóng góp một phần sức lực vào cái việc phát triển bền vững của chi bộ đảng quỹ tín dụng phường 2. Thì mà từ khi mà đứng vào hàng ngũ của đảng và sinh hoạt thường xuyên tại chi bộ đảng quỹ tín dụng phường 2, thì tôi cảm nhận sâu sắc hơn về cái tôn chỉ hoạt động, cái nhiệm vụ chính trị của quỹ tín dụng phường 2, đó là đưa đồng vốn đến từng trường hợp, từng cá nhân mà khó khăn, thực sự cần đồng vốn để cải thiện cái kinh tế gia đình, hạn chế cái tình trạng cho vay nặng lãi, đồng thời mà góp phần vào phát triển kinh tế địa phương. Thì tôi tin rằng dưới cái sự mà lãnh đạo của chi bộ đảng quỹ tín dụng phường 2 thì tập thể anh em nhân viên quỹ tín dụng phường 2 sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ này. Trong giai đoạn thì tới đây, chúng tôi xác định là cái vai trò vị trí của công tác lãnh đạo chi bộ trong lãnh đạo đơn vị thì nó hết sức quan trọng. Nên là trong thời gian tới thì cái mục tiêu của chúng tôi ấy vẫn tiếp tục coi như là xây dựng cái đội ngũ cán bộ đủ về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm để mà lãnh đạo đơn vị thực hiện cái nghị quyết của Đảng bộ thành phố Bảo Lộc, Đảng bộ phường 2 và các cái đảng bộ mà xã phường trên địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng hai để đầu tư cho nhân dân có những cái nguồn vốn nhất định để mà tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, rồi mở rộng cái hoạt động kinh doanh dịch vụ để đảm bảo cung ứng các cái phương tiện, cái điều kiện sản xuất và cái nhu cầu đời sống cho nhân dân của thành phố Bảo Lộc trong tương lai. Cái thứ hai nữa là trong công tác xây dựng đảng thì chúng tôi cũng tiếp tục bồi dưỡng những nhân tố mới tích cực để mà cử anh em đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Và trong cái nhiệm kỳ 2015-2017 thì chúng tôi cũng đề ra cái phương hướng trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục bồi dưỡng tạo nguồn từ 3 đến 4 quần chúng ưu tú để đi học lớp nhận thức về đảng và sẽ kết nạp từ 3 đến 4 đảng viên mới trong nhiệm kỳ tới để nâng cái tổng số chi bộ lên có khoảng từ 10 đến 15 đảng viên. Đấy, để tổ chức chi bộ chúng tôi nó có một cái cấp ủy lãnh đạo thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt hơn nữa. Kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng của chi bộ quỹ tín dụng nhân dân phường 2 đó là từ khi thành lập đến nay, qua phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, chi bộ luôn được đảng bộ cấp trên công nhận là tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Gần đây nhất năm 2014, chi bộ được đảng ủy phường 2 công nhận là tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh. Năm 2008 chúng tôi đã thành lập chi bộ quỹ tín dụng. Từ những năm đó mà chi bộ đã phát huy được vai trò lãnh đạo của đảng trong doanh nghiệp hợp tác mà làm sao đã xây dựng, củng cố các cái ban giám đốc rồi liên quan đến công đoàn, đoàn thể của trong chi bộ để làm sao lãnh đạo sự đồng lòng, đồng tâm, hợp sức để làm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế đối với loại hình mà kinh doanh tiền tệ rất là có nhiều cái định hướng làm sao đảm bảo thực hiện tốt cái chủ trương sách của đảng, pháp luật nhà nước và đặc biệt là tạo được nguồn vốn cho nhân dân trong phường và những cái phường xã lân cận để nhân dân có cái điều kiện sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống của nhân dân. Thì trong những năm qua thì đảng bộ đánh giá cao và chi bộ chi quỹ tín dụng phường 2 nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ của chính trị của chi bộ và của đảng bộ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của đảng bộ đề ra. Từ kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh của quỹ tín dụng phường 2 thành phố Bảo Lộc là sự khẳng định cho thấy
Bất cứ một tổ chức kinh tế hợp tác hay tổ chức tín dụng nào, khi có tổ chức đảng lãnh đạo, thì sự thành công trong hoạt động kinh doanh sẽ tăng lên và phát triển vững mạnh. Tin rằng, dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng, trong những năm tới, Quỹ tín dụng phường 2 sẽ còn phát triển vững mạnh hơn nữa, đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế xã hội địa phương và tiếp tục khẳng định là cánh chim đầu đàn của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Lâm Đồng.